Xin kính chào các bác, cô chú, anh chị và tất cả mọi người. Tiếp tục quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh Núi Đá Vùng Cao. Em Bình xin chúc tất cả các bác, cô chú, anh chị và mọi người luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và gặt nhiều may mắn. Hiện tại em Bình đang có mặt tại gia đình cháu Nô, cháu Mai và bà. Ngày hôm nay thì em Bình vào đây để mà báo tin vui đến cho ba bà cháu. Đó là chuẩn bị xây căn nhà tình thương cho ba bà cháu. Thì em Bình cũng xin gửi lời cảm ơn đến tất cả nhà hảo tâm Mạnh Thường Quân, đấy, các cô, các chú, các bác ở trong nước và ngoài nước đã luôn quan tâm và ủng hộ cho ba bà cháu để mà xây căn nhà. Em Bình xin cảm ơn rất là nhiều. Xin chúc tất cả các bác, các cô, chú luôn luôn thành công trong cuộc sống. Ngày hôm nay em Bình vào đây thì cháu Nô và cháu Mai thì đi học vẫn chưa về. Một tí nữa thì cháu Mai sẽ học về, còn cháu Nô là ở trong trường rồi nên là cuối tuần thì mới về đấy các bác ạ. Ngày hôm nay thì bà thì chắc là cũng đi làm rồi. Em Bình vào đây thì cũng thấy cửa cũng đã khóa vào rồi các bác, cô chú. Đấy, cửa thì cũng đã khóa vào rồi thì em Bình vào đây thì một lát nữa thì em mình sẽ đi gọi vật liệu để mà tiến hành để xây căn nhà, vì là căn nhà này thì cũng không an toàn rồi nên là hai cháu và bà ở trong nhà thì cũng rất là lo đấy, vì là căn nhà thì cái mùa này cũng là chuẩn bị vào mùa mưa ấy, các bác ạ, nên là em Bình sẽ triển khai nhanh căn nhà để ba bà cháu có căn nhà ở. Còn bà thì bà đã đi làm rồi nên là em Bình cũng không báo được cái tin cho bà biết ấy. Nhưng mà em Bình sẽ đi gọi vật liệu, rồi là em Bình sẽ vào đây đấy, vào đây cùng với vật liệu ấy, thì em Bình sẽ báo cho bà sau cũng được đấy. Còn bây giờ thì em Bình sẽ di chuyển lên trên chỗ mảnh đất để mà xây nhà ấy. Em Bình sẽ lên trên đấy khảo sát một lần nữa, sau đó thì em Bình sẽ quay về để mà em Bình đi gọi vật liệu. Thì vật liệu thì cũng sẽ mua như là gạch rồi là bột đá isman để mà triển khai xây luôn đấy. Còn bây giờ thì em Bình xin mời tất cả các bác, cô chú đồng hành cùng với em Bình đi làm những công việc mà lúc nãy em Bình vừa mới nói nhé. Xin cảm ơn rất là nhiều. Bây giờ thì em Bình đã đến mảnh đất của cháu Nô, cháu Mai và bà rồi. Thì buổi chiều ngày hôm nay ấy, thì là em mình sẽ đi gọi xe chở vật liệu vào đây ấy, thì sẽ đổ ở đây luôn nhé các bác, cô chú ạ. Ở đây thì cũng khá là rộng nên là sẽ đổ trong những cái chỗ mà không đào móng ấy. Còn những cái chỗ mà sẽ đào móng để xây nhà thì sẽ không đổ vật liệu vào trong đó đấy, sẽ xây ở trong cái khu vực này. Cái chỗ này thì cũng đã được anh chủ đất san lại mặt bàn rồi, rất là bàn phản nên là sẽ không cần phải làm gì nữa, chỉ cần đào móng rồi là xây lên thôi. Chắc là sẽ phải đổ vật liệu ở đây như là bột đá rồi là gạch thì sẽ để ở đây hết, xếp ở trong cái mét đường này sẽ xếp ở đây. Mảnh đất thì cũng khá là dài nên là sẽ sau này nếu mà còn quý thì sẽ làm cái chuồng gà hay còn là chuồng bò bên này để mà nuôi gà nuôi bò. Còn căn nhà thì sẽ ở đằng phía bên này. Đằng bên này là sẽ là làm nhà nhé các bác, cô chú ạ. Em Bình sẽ ở đây một lát nữa rồi là em Bình sẽ đi gọi vật liệu. Bởi vì là vật liệu thì phải đi gọi nguyên một anh thôi, sẽ khoán tất cả như là bột đá rồi là gạch, xi măng. Đấy, sẽ mua tất cả những cái vật liệu mà cần thiết nhất để mà chuẩn bị xây nhà ấy. Rồi là những cái vật liệu như là sắt ấy, một cái thì cũng sẽ mua hết vào đây, vì là làm nhà thì sẽ làm để cho cái tiến độ nó nhanh ấy, nên là sẽ mua hết vào đây. Rồi là em Bình sẽ phải đi mua bạt cũng như là mua những cái đồ dùng mà cần thiết nhất thì em Bình sẽ mua vào đây trước để mà che bột đá cũng như là che những cái bao xi măng để mà không bị mưa đấy, ướt. Cái mảnh đất thì là nằm ở đây. Đấy, ở dưới này thì cũng có rất là nhiều bà con sinh sống ở dưới này. Thì cũng có một số cô bác ấy,
thì cũng lo là sợ ở vùng sâu vùng xa quá ấy. Nhưng mà cũng xin thưa với các bác cô chú là ở dưới này có rất là nhiều hộ gia đình sinh sống nhá. Ở dưới này là có một con đường, xe máy có thể đi được ở dưới kia. Rất là nhiều hộ gia đình ở dưới bờ sông kia. Và đằng bên này thì cũng có rất là nhiều hộ gia đình nữa. Những cái mấy nhà trắng trắng là hộ gia đình nhá. Và cách đây chỉ 30-40 mét thôi là đã có nhà rồi. Rất là nhiều hộ gia đình ở ngay mặt đường nhá. Nên là cũng mong các bác đừng có lo lắng quá. Còn bây giờ thì em mình sẽ chuẩn bị để mà đi gọi bột đá cũng như là đi mua vật liệu vào đây ấy. Bây giờ thì em mình sẽ đi về để mà gọi vật liệu. Ngày hôm nay em mình vào đây báo tin vui thì bà với lại hai cháu thì cũng không có nhà. Thì em mình sẽ đi về. Thì em mình cũng xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các bác cô chú anh chị mạnh thường quân nhà hảo tâm đã ủng hộ cho ba bà cháu. Và cũng xin gửi lời cảm ơn đến quý khán giả đã luôn quan tâm và theo dõi những thuyết phim của em Bình. Em Bình xin trân trọng cảm ơn. Còn bây giờ em Bình xin phép khép lại cái video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác cô chú anh chị trong những thuyết phim video tiếp theo trên kênh Núi Đá Vùng Cao. Xin chào, xin cảm ơn.